tranh đúng không? Cái này đúng rồi. Rồi. Công nhân công viên thì cũng đẹp nhưng mà chỉ gần bằng cái này. Tranh vẽ gần bằng cái này. Vừa nãy cái suối là bao nhiêu nhỉ? 3 triệu. 3 triệu. Tổng có đồng rồi, xuống rồi. Khách thì muốn làm cái này nhưng mà lại muốn mua rẻ. Đúng. Không, nếu như ngày xưa thì ngày xưa như vậy điên rồi mới đắt. Giờ cái giờ mới là cái đắt. Đây là đúng giá trị. Cái bây giờ mới là cái đắt. Tiền hơi hơi thôi. Bây giờ mới là cái đắt kia. Không, không biết. Nó đẹp thật nó mới đắt. Xưa cây đối bẩn, cái ảo. Không. Bây giờ đắt thì là đẹp thì bây giờ coi là có tiền hơi hơi thôi. Cái đầm cũng đẳng luôn. Ồ, thích con vật thang này hay đấy. Rồi, mua cây là phải hỏi vợ. Rồi. Này, ra đây nè. Đây. À đây là khúc là da khúc đỏ gì đấy. Nhớ. Rồi, hàng mini của Trình Liên này. Dạo này các bạn nhiều ổi rồi chứ không phải hết mê. Có nhiều ổi rồi. Đấy, không phải là hết mê đâu nhé. Bún đen. Em ơi, cái này bao tiền nhỉ? Có giá hộ gái? Tất, cái này bao tiền? Cái này cái vả là bao tiền? Cây chân châu, canh châu kia bao nhiêu? Rồi, cây này vừa là 6 triệu nhỉ? À đây, 6 triệu đây. Đây là 5 triệu. Rồi, được rồi. Tí nữa phải hỏi nhiều. Đây các bạn nhé. Giá rổ rồi nhé. Phải hỏi nhiều phiền lắm. Đùa đó. Con xíu này đổ sập xuống thế này để tưởng sấp mặt xíu ra sấp mặt. Cái xíu này là cái xíu dáng sấp mặt xuống đất đây không chơi được. Được quá, sát bầm đẹp mặt đường này. Tệ hại quá. Cái muôn của em chả thấy có hoa hoa gì cả. Phải có con trống mới có hoa. Mưa 2 năm cái sự to tung về không thấy ra. Thiếu con đực này. Phải mua con đực về có hoa chứ. Mua con trái rồi. Châu này hay đấy nhưng mà mình muốn cho nó ra hoa để xem hoa nó như thế nào mà không thấy. Cành củ này bao nhiêu đây? Đây. Không bằng một cái cành nữa, anh mua của em thì nó hơn. Có khác anh à? Bây giờ anh đi kiếm được một cây như thế mà giá tiền thì cũng phải có. Bây giờ. Mà cái này nó mục gần hết rồi này, về chơi chả được mấy đâu. À thì nó mục tất tục là không sâu. Cái cây là cây phải cành cây cảnh. Anh à, nó còn một cái thân da không nó cũng sớm. Bây giờ đang đỏ phải đi mua mun cho nó đen. Càng đỏ. Anh. Cái này 800 được không em? 500 cái cây 300 hòn đá là 800. Được lên rồi. Hóa giá hợp đấy. Được ạ. Đúng giá nhập vào rồi đấy.
chuẩn đấy. Chuẩn đó. Chuyện trâu này bệ ngon tí rồi chúng tôi múc mẹ luôn. Cẩm thị, cái kia cẩm thị, đâu bún, đá từ nào bên nào đá thật, thị là giống giống này, đá thật, cái này đá này cũng có đá giả á, dòng này chơi khỏe, thả đâu cũng được, hơi 900 bán đấy, ruột lâu chưa, dạ, em vừa mới lanh quanh được những đây, nó mua cái, nó mà ra hoa rồi thì mua luôn, bây giờ thì chưa ra hoa, sợ về nó lại, anh cứ để nó cất đi, nó lại thành mưng đực, nguy hiểm, đấy, giá về nó ra hoa, đấy. Mua ở nhà không biết cái là được thiếu cặp bà đang đòi là chủ tại sao cây nhà không ra hoa mà mua những con được đê lúc mới đầu nó ra cái lá bình thường là ra hoa nó ra cái lọc nó đỏ nhìn ba 5 triệu cái hồi này 6 triệu cái kia nó ra nhìn kia 6 triệu cái này ra 6 triệu cái kia kia 5 triệu cái này ôi lại sợ chưa của chú gì thôi rồi nhiều quá này. À nhiều quá luôn. Giờ phải chơi dòng khác tí này đang ngắm em này này chốt bên này này nhưng mà nói chuyện xong cái con này con quái đấy Kinh Châu nó nghệ thuật tương lai nhất ở đây đấy này lập làng nhàng này mệt lắm nay mới bể nó thuần bí bệ nó nữa thì ôi trời ơi bí mạn ông chú mua cây chắc ở trong kia gửi ra bao tiền cả tiền gửi ra 5 triệu vẫn định đào tóm một cái thùng ghê nặng à đây à để truyền cả đam mê cho con luôn hay đấy nhỉ cuối tuần này chơi hay quá hả đừng có chơi điện tử chơi cây này đi cho nó đi chơi vừa đỡ mắt cây đúng rồi ở nhà đất đâu sau là mê đấy sau là mê nghiện đấy thấy thích cây nào chưa đấy bố nghe khoái cây cây con đấy rồi đấy chết rồi đấy vâng vâng đang cố để chê để hãm giá đây nhưng mà bị bắt cóp rồi nhà lâu nay con có cây gì? Cả cây gì? Mỗi cây xanh cũ kìa. Cả cây mới. Sợ nhất thì ông Lập này. Ôi rồi. Hai vợ chồng nó. Ôi ghé tung người hứng. Bán gà chắc kinh khủng. Nó vẫn bán nó mầm. Ừ. Cái này. Đây là được cái lồng. Nghe cái vị trí này của nó đẹp. Tất cả này. Nhà ông hết vào đâu. Trả phiên thì ông vẫn bán như thường. cái bệ cũng đẹp kìa là hả đấy cái là cái bệ cũng đẹp đấy đấy quá bé quá thân nhất bé đơn chơi tán rồi anh đã ra góc đằng kia chưa anh vừa mới đi đằng này lại đằng kia đi rồi đang này thấy em ra đằng này chưa vừa lượt ra nhưng mà chưa nhìn cái tía phải ra đấy phát này cái ngọc bút này là ra hoa kinh nhỉ ngọc đẹp cái ngọc bút này là ngọc bút là to à không có loại lá bé đi chứ mà không phải đấy là bạch trung hương nó giống nhau hỏi là gì dành ngọc bút ngọc anh ngọc bút đấy ngọc anh cái cây dành dành cũng rất nhiều vâng trước vài có mua búi dành dành mẹ bo nhưng mà bán rẻ nhà chắc bay rồi bo bằng cả cái bể này bằng cái bể nó bằng cả cái gốc cái ổi kìa búi này, đẹp 2,5 triệu chắc mà cả xuống tầm 2 triệu với 2 triệu đi lang thang thì sao mà anh em mình ngủ nước thì nhỉ à, em xong nốt cái này phát anh cứ đó anh chơi trong em lanh quanh đây ra à đẹp lắm mà lá đẹp có trồng rồi à có rồi có rồi trồng trồng ở nuôi đâu hết
chơi này cho nhớ về thời trẻ trâu. Ngày xưa thì toàn ăn quả này mà mọc dại ăn tím đen cả mồm mà. Giờ lên tập cao mới rồi, cứ tự nhiên cười đi. Đỉnh bố tác nghiệp bác phết đấy nhỉ. À quên hai bố con nhìn là ở đâu nhỉ bác nhỉ? Anh ở trong Thanh Hoa. À Thanh Hoa à? Ồ qua mới chơi Thanh Hoa rồi. À gì ạ? Ở nhà ai đấy? Biết nhà Quý Khôi không? Ở trong làng Thanh Hoa, trong làng Kim Bài à? Kim Thư Nhà Quý Khôi Kim Thư mà lại giờ anh ở Kim Thư đây mà lại Khôi. Ở sau mấy? 6 rồi phải. Khôi cái cảnh Khôi mà có con thầy giáo Khang ấy. Thầy Khang à? Con thầy Khang ấy, nhưng mà mất rồi. Thế là số 7 em? Chả em chả rõ, nó rồi đi với ông anh vào đấy chơi mà. Ừ. Với cái cây ấy mà, cây ông ấy hay phết. Nhưng mà đá nó hơi kinh. Đấy. Trong đấy vào chơi rất hay. Trong này có mấy thằng chơi? Còn là Kim Bài thì hôm qua cũng vào Kim Bài, vào Kim Bài chơi. Ở Kim Bài cũng có mấy tay chơi đấy. Mấy tay chơi có mấy cái sân. Đi cùng ông anh ở Kim Bài mà. Ờ. Không biết anh Tuấn nhưng mà anh đi xa lâu rồi chắc cũng không. Tuấn còn Bắc Lương. Không không. Xa về bao nhiêu một cây này? À biết, Tuấn Lương bố nó ngày xưa là phòng thuế. Đúng. Xa này có Sâm Hương đâu. Hay lang thang đây lắm, nhưng mà anh có gặp không? Thi thoảng hay lang thang. Không, anh nhớ thế thì anh định bố nó đi lên lúc ấy tập đấy đấy nhở? À thế à? Từ sang này sang tầm 6 Tân Phú Hạt Gạo. Đúng không? Sang tầm 6. Không phải. Đây là Tân Phú Hạt Gạo. Hả? Sang Tân Phú Hạt Gạo. Đám này là dòng lá nhỏ nhất trong các loại linh sam rồi. Dòng này chơi ghép đá biết sướng lắm. Tịch Phú Hạt Gạo. Thế nhà thế này bao nhiêu? Thế là nhà mình sau này. Một thì còn nói chuyện gì? Được tỷ thân là gì? 2,5 triệu. Nghe đẹp mà. Đẹp. Chủ yếu được cái thân của nó chứ. Nếu không được thân thì còn nói chuyện gì. Ôi, quá rồi. Tân Phú ạ. Qua bao nhiêu con hạt gạo này? Là 800. 800.